Giờ này mình đang đi cắt cỏ. Nãy thấy con chim có con chim. Nó từ trong này nó chạy ra nè. Đó, mấy bữa Tài cũng đã cho các bạn xem cái clip mà trong cái ổ này ba trứng đó. Hôm nay Tài thấy là nó nở được một con. Nó đang nở được một trứng. Mà cái con đó ở khu vực này của Tài họ nói là con này là con gà nước. Nó là một dạng sâm cầm các bạn. Tài sẽ lấy ra cho các bạn xem cái trứng của nó nè. Cái trứng của nó tròn lắm. Nó cũng sắp nở rồi. Tại vì một con nó nở rồi á. Con này thì mấy bữa giờ Tài đi kiểm tra hoài à. Tài thấy nó. Ồ. Các bạn thấy không? Ồ, dễ thương rồi chưa? Nhìn nó nho nho giống như con khủng long rồi các bạn à. Đó. Đây người ta gọi là con gà nước nha các bạn. Quá dễ thương luôn. Đó. Cái lông cái con đó nó màu màu vàng hay là con biềm biệp các bạn. Tại thấy cái con đó nó giống như con biềm biệp vậy đó. Mà sao ở đây người ta gọi là con gà nước ta? Đó. Tại thấy cái lông này ngày xưa Tại có bắt được một ổ biềm biệp á. Tại thấy cái con của nó lông nó rất là nhiều, nó y chang vậy luôn. Ba trứng mà bây giờ nó mới nở được hai trứng rồi các bạn à. Con biềm biệp. Con này là mấy người mà bị xương khớp hay là gì đó. Họ ngâm ngâm rượu những cái con biềm biệp này nè. Nó chữa được cái bệnh xương khớp. Vậy Tài nghi cái này là biềm biệp rồi các bạn à. Vậy mà mấy bữa Tài hỏi cái ông kia, ông nói là con này là con gà nước. Tài thấy hồi nãy lúc mà Tài tới gần đó, Tài thấy cái con mẹ của nó. Cái lông nó dài. Rồi ở trên của nó là cái màu cam, màu vàng cam đó. Rồi Tài nghĩ là chắc là biềm biệp rồi. Tên này con này biềm biệp nhưng mà Tài bị cái ông kia ông biệp, ông nói là con gà nước. Chẳng biết nói sao luôn. Nó làm tổ rất là khéo nha các bạn. Nó làm ngay cái bụi nè. Nó tạo ra một cái ổ ở trên. Đó, ở dưới là một cái nguyên cả cái thân cây cỏ. Đó, còn nó cái ổ nó ở trên đây nè. Nó cuốn mấy cỏ lại, nó đi lượm thêm mấy cái cỏ nó về để làm cái tổ. Thôi chào các bạn nghe, Tài tiếp tục đi cắt cỏ về cho heo rừng của mình ăn. Trưa nay hẹn các bạn, Tài sẽ ra một cái bài nói về anh em heo rừng với nhau liên kết lại để mà chăn liên kết lại để mà chăn nuôi cung cấp cho thị trường. Vừa rồi Tài chạy quảng cáo tự chạy quảng cáo để bán heo rừng đó. Tài thấy nhiều người ủng hộ, Tài không có hàng để bán luôn đó các bạn ơi. Bây giờ Tài phải có phương án phải đi liên kết anh em lại với nhau để mà có cái đầu ra ổn định. Đó. Tài sẽ chuẩn bị liên kết cái heo rừng khắp mọi miền Tổ quốc luôn. Tại vì ở đâu mà người ở đâu Hà Nội, Thái Bình cũng gọi cho Tài. Rồi người ở đâu dưới miền Tây cũng gọi. Rồi người ở đâu Đồng Nai, Lâm Đồng, đủ hết các bạn ơi. Một ngày mà Tài gọi nhận đâu mà từ 2 tới 3 người gọi á. Mà mình chăn nuôi heo rừng này chỉ cần một ngày, mình chỉ cần một tháng thôi, mình có từ 2 tới 3 đơn thôi là mình đủ sống rồi. Mà cái đây Tài chạy chương trình nó lố lắm hay sao á. Tại Tài cũng tự làm thôi chứ tự chạy chương trình cho mình á, tự chạy quảng cáo thôi. Cứ ngày nào Tài cũng nhận được 2-3 đơn hàng hết. Mà Tài mới chăn nuôi dạng nhỏ lẻ có hai mấy con à, hai mấy 30 con à.
tại không có đủ khả năng mà để mà có cái nguồn đầu để mà nó ổn định đó. Cho nên tài sẽ sắp tới đây tài sẽ làm một cái liên kết anh em khắp mọi miền tổ quốc của tài. Những ai mà đã làm ăn với tài rồi đó, thì những người đó sẽ được ưu tiên hơn đó. Thì trưa nay tài sẽ có một cái bài nói về cái sự liên kết anh em chúng ta có thể liên kết với nhau. Rồi, xin chào tất cả các bạn nhé. Tài quay tới đây để sáng nay chủ yếu là cho các bạn thấy được cái ổ chim nó là chim gì. Rồi hôm nay tài sẽ nói về cái sự liên kết trong cái heo rừng này với nhau để anh em chúng ta có thể cùng nhau đi lâu dài và bền vững. Rồi, kính chúc các bạn một buổi sáng tốt lành nhé. Xin chào.